Hello, xin chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người quay trở lại với channel của Thiên Vũ Radio. Hiện tại thì trời của Sài Gòn đang rất là mưa và tụi mình đang trên đường lắp đặt một cái bộ dàn karaoke. Bộ dàn này thì sẽ gồm có là hai cái cặp loa BOL1 RUD 8, một cái van số và một cặp micro. Thì hôm nay anh em đang di chuyển tới biệt thự ở Bình Tân để mà lắp đặt. Thì một xíu nữa thì mình sẽ quay lại cái quá trình lắp đặt và test thử chất âm để cho mọi người cùng xem. Nhưng mà chiếc này là thường chở nhiều nhất mà có trên mạng là thích xem luôn. Ở trong đây mình quay bình thường được không mà? Được. Ok mọi người, thì bây giờ mình đã tới nhà khách hàng rồi nha. Đây căn biệt thự rất là lớn, rất là to. Nhà to và đẹp. Trời hên là tới đây là mưa vẫn lâm râm. Ok mọi người, thì bây giờ đây là cái quá trình đập hộp. Chìa khóa của anh có một cặp loa BOL1 RUD 8 đập thùng. Dạ, nó có một cái cây mình lắp lên, có thêm một cái cây nữa, đó là cái trụ ở dưới này. Đây là chiếc lò thứ hai đã được mở ra. Đây là cái cây nối. Rất là đẹp, rất là xịn luôn. Chúng ta rồi lắp vô đi luôn. Mình sẽ lắp cái trụ của chiếc lò đầu tiên. BOL1 RUD 8 thì lắp dễ lắm. Cái cổng surround đó. Nguyên nhân đúng rồi, karaoke chứ. Nhưng thầy sơ sơ. Dạ. Giờ thì anh Huy anh đang khui những cái thiết bị ra và để mà chuẩn bị lắp đặt vô cái bộ dàn cho khách. Bộ này thì khách sẽ sử dụng một cái Soundmic 599 và một cái van số JBL KX180. Không gian này thì khách hỏi là lắp RUD32 hay là 16 có ok không? Thì anh Khánh bảo là đối với trong nhà thì chơi cặp RUD8 là cũng đủ rồi. Tại vì nếu mà chơi ngoài trời thì mới cần tới RUD16 hoặc là RUD32. Chiều nào tiễn nhau đi khi bóng ngã xe. Ở nhà khách thì có một cái hồ cá rất là đẹp luôn. Mình thì không có rành về cá, nhưng mà
nhìn mấy con cá này thì nhìn rất là đẹp. Cá nó biết quay gì vậy? Cá nó quay nó nhìn. Đẹp nhất là cái con cá màu đen. À, con quỷ này nè, con quỷ này mới đã nè. Con đó đẹp lắm, con đó. Nhìn đẹp con cá màu đen này là nó nổi bật nhất hồ. Mất nhau ngỡ ngàng, đắng cay vẽ màn. Ôi chim tan. Nối sang bên kia nữa. Thế là sầu xúc bên đây thì đã sổ sầu, dây tín hiệu bên đây thì bên kia kêu. Để nó đấu xây tùm lum hết trơn. Ở nhà khách thì có một cái bộ âm thanh sẵn rồi. Nhưng mà do là không biết là setup hay như thế nào thì nhưng mà thực ra khi mà ra âm thanh ra nghe nó không hay. Nhưng mà để mà setup cái hệ thống này thì mất rất là nhiều thời gian, cho nên là anh Huy ảnh hẹn khách là qua một ngày khác để mà setup. Bây giờ là cứ chốt cái này trước đi, rồi con sẽ dành một thời gian mà con làm lại toàn bộ luôn cho chú xài như vậy nó chạy lủng tung qua bên kia, âm thanh nó bị nhào hết rồi, âm thanh nó đâu có hay đâu. Bây giờ sẵn làm luôn chứ. Dạ bây giờ không kịp rồi, chú làm mấy tiếng chú. Đợt này là sẵn làm luôn. Dạ đúng rồi, đợt này con làm cho tầm vào thứ hai thứ ba gì đó, hôm qua con làm cho một hôm. Ok mọi người, thì nãy giờ anh Huy anh cũng đã set up và lắp đặt xong cho khách và cũng để cho khách hàng hát thử và trải nghiệm chất âm rồi. Thì bây giờ mọi người chuẩn bị dọn đồ về để mà về lại Sài Gòn. Thì bây giờ cũng tối rồi. Nếu mà mọi người cảm thấy thích những cái video như thế này thì hãy nhớ like, share, subscribe ủng hộ cho kênh YouTube của Thiên Vũ. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong những clip tiếp theo. Bye bye.